Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người người hỏi họ các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu một trong hai người tên là Cleopas trả lời chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay Đức Giêsu hỏi chuyện gì vậy họ thưa chuyện ông Giêsu Nazareth người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt thiên chúa và toàn dân thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc israel hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chín người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ nào đứng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao rồi bắt đầu từ ông mô và tất cả các ngôn sứ người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh khi tới gần làng họ muốn đến Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa họ nài ép người rằng mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn bấy giờ người mới vào và ở lại với họ khi đồng bàn với họ người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người nhưng người lại biến mất họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa đã trội dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuộc lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, trình thuộc tin mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường em mong biến đổi hai con người ấy từ một thái độ ngờ vực đến thái độ tin nhận một cách xác tín và làm chứng cho tin mừng phục sinh. Thưa anh chị em, trên đường về em mau, Đức Giêsu phục sinh đã đến bên cạnh hai người môn đệ ấy, nhưng họ đã không nhận ra ngài. Thấy họ buồn rầu vì cái chết gây xôn xao của thầy, mà họ tin ngài là đấng Messiah. Chúa đã giải thích cho họ dựa theo kinh thánh rằng đấng messia phải chịu đau khổ và phải chịu chết để đi vào vinh quang. Sau đó, theo lời nài nỉ của hai môn đệ, ngài cũng vào nhà với các ông, ngài ngồi vào bàn, đọc lời chúc lành trên bánh, bẻ ra và trao cho các ông. Chính lúc ấy, hai môn đệ mới nhận ra thầy của mình, nhưng ngài đã biến mất, để lại cho họ sự ngỡ ngàng trước tấm bánh đã được bẻ ra, dấu chỉ của sự hiện diện. Lập tức, hai ông đã trở về Jerusalem, loan báo chú phục sinh mà họ đã thấy và thuộc lại tất cả những điều đã xảy ra cho các môn đệ. Đường em mau của các môn đệ ngày hôm nay là tượng trưng cho cuộc lữ hành của người tín hữu chúng ta trên đường dương thế tâm trạng của các môn đệ là hình ảnh điển hình cho những kinh nghiệm về những cuộc khủng hoảng đức tin của mọi người chúng ta khi đối diện với cuộc sống hàng ngày. Làm cho chúng ta nhiều khi mệt mỏi chán trường, hao mòn niềm tin. Nhưng thưa anh chị em, trên muôn nẻo đường nhân sinh, giữa những thử thách khủng hoảng, Đức Giêsu phục sinh đã đến bên cạnh và giúp cho các môn đệ thanh luyện đức tin nhờ ý nghĩa của các lời kinh thánh quy hướng về đấng Messia. Giữa những bước đi thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta cũng hãy nài xin Chúa như hai môn đệ trên đường em mau rằng xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Chiều về, ngày sắp tàn, là lúc mà bóng đêm buông xuống sự giữ và bóng đêm hoành hành chúng ta phải chiến đấu với thế lực của bóng tối xin chúa ở lại với chúng ta trên đường đời đầy trong gai và nhiều thử thách xin chúa lưu lại với chúng ta để dạy cho chúng ta biết sống như những ki tô hữu biết trỗi dậy và hồi sinh cuối lạy ngày giữ lòng con tin tưởng mặc ai bảo chúa đã chết còn đâu khi chiều về gánh thời gian chịu nặng xin dừng chân ở lại với con luôn